Nằm trong các hoạt động từ thiện quan tâm giúp đỡ bà con nhân dân biên giới xã Yên Khương, sáng ngày 3 tháng 12, đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với huyện đoàn Lang Chánh tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông bằng hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng phòng ngừa bệnh tật cho trên 200 hộ dân tại bản Sáng Hằng, xã Yên Khương. Tại đây, các y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã tư vấn, thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn bản Sáng Hằng, gồm các loại thuốc bổ, thuốc kháng sinh, thuốc nhỏ mắt, các loại thuốc xoa bóp. Bà con tham gia khám bệnh còn được siêu âm phát hiện sớm một số loại bệnh tật. Qua chương trình khám bệnh, nhiều trường hợp người dân có những bệnh lý nặng được phát hiện, nhờ đó có thể chuyển lên các tuyến trên để điều trị kịp thời. Tổng kinh phí cho hoạt động này khoảng 20 triệu đồng. Với tinh thần lương y như từ mẫu, cùng với việc khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con, các y bác sĩ đã tư vấn cho người dân về chế độ dinh dưỡng và tự chăm sóc một số bệnh thường gặp, tư vấn cho người dân về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, hướng dẫn bà con nhân dân cách ăn ở hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa các loại dịch bệnh rất dễ xảy ra, đặc biệt trong điều kiện thời tiết chuyển mùa, nhất là mùa đông, để người dân có thể tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, giúp tư vấn cho họ biết cách tự chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe bản thân, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn vùng biên. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho bà con nhân dân bản Sáng Hằng được tiếp cận với dịch vụ y tế, khẳng định vai trò của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Được biết trong thời gian tới, đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với huyện đoàn Lang Chánh tiếp tục tổ chức nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho bà con nhân dân khu vực biên giới và các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện.